Chúng ta đến với no, none và none of. Đây là ba từ các bạn thường gặp nhất, ba cái từ mà các bạn hay dễ lộn. Đó, thầy gạch đăng cho ba từ này. Và hôm nay thầy sẽ giúp các bạn phân biệt nha. No và none of là những cái từ hạn định này các bạn này. No hay là none hay là none of là những cái từ hạn định đó. None là một đại từ. Trong khi no, none và none of thì sao? Xác định sao các bạn? Đều là nghĩa phủ định này. Đó, nghĩa phủ định đó các bạn nha. Rồi bây giờ thầy ví dụ cho bạn và các bạn hiểu này. No, trước tiên là chúng ta đi với từ no. Người ta dùng là như thế nào? No, thì người ta dùng no trực tiếp trước những danh từ. Nhớ cho thầy, khi nói đến no là nó dùng trước những danh từ. Cứ thế mà làm. Những danh từ là no được trước này. Đấy nè, I've got no time to waste. Tôi không có thời gian để lãng phí. Thì no time, no là time, đây là thời gian, time là thời gian này. Thì no time là đứng trước danh từ time, danh từ này, no phải đứng trước. Chỗ này không được dùng none nhá. Đó, càng none up là càng không luôn. Đó, các bạn để ý nha. Rồi, tí nữa các bạn sẽ được phân biệt này. Nhớ khi nói no là đứng trực tiếp trước danh từ liền. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ví dụ thứ hai bạn nhìn này. There are no people I recognize here. Không có ai, không có người nào mà tôi nhận ra ở đây cả. Thì no people, people danh từ. Thì no là đứng liền trước danh từ này. Ok. She says she has no friends. Cô ta nói rằng cô ta không có bạn bè. Thì no là danh từ liền, thấy chưa? Đứng liền sau no là danh từ liền. Rồi vậy thì none thì sao? Các bạn nhìn none đây. None thì nó là cái đại từ, nó là hình thức đại từ của no. Cái none có nghĩa là not one, đó là không có một cái gì đó, hay là not any. Chúng ta dùng nó như một đại từ để thay thế những cái danh từ không đếm được hoặc là những danh từ đếm được. Rồi, vậy thì các bạn xem cái sự khác biệt khi chúng ta dùng này nha. Đây, thầy ví dụ là các bạn hiểu ngay này. Đây nha. Đây. My mother had two brothers, my father had none. Thì có nghĩa là mẹ của tôi thì có hai người anh trai, nhưng cha của tôi thì không có ai cả. Lúc này năm này á là đóng vai trò là những người anh trai của cha đó. Người ta không muốn lặp lại nữa, được chưa? Không lặp lại nữa. Này, my father didn't have any brothers. Này, cha của tôi thì chẳng có người anh trai nào. Ok chưa? Ví dụ tiếp theo này. What reasons did he give? Anh ấy cho vì lý do gì mà anh ta cho? Anh ta tặng, anh ta đưa. Không vì lý do gì hết. None. Thì lúc này none thay thế cho những lý do này. Ok, cả nha. Rồi, thầy tiếp tục gợi ý các bạn hiểu nè. Khi mà none là một cái chủ ngữ, một cái khách thể, một cái chủ thể đó. Chủ thể chứ xin lỗi các bạn, không phải khách thể nha. Khi none là một cái chủ thể thì động từ nó sao các bạn? Hoặc là số ít, hoặc là số nhiều. Động từ đó, linh hoạt nha. Hoặc là chia ở số ít, hoặc là số nhiều. Tùy thuộc vào những cái gì nó đề cập đến này. Ví dụ này nha, tôi luôn luôn tìm kiếm cái sự sao các bạn, cái sự nguồn cảm hứng á, inspiration á, là nguồn cảm hứng đó các bạn nhá. Tôi luôn luôn muốn tìm kiếm cái nguồn cảm hứng, nhưng chẳng bao giờ đến. Nguồn cảm hứng chẳng bao giờ đến. Thế thì cái chỗ nguồn cảm hứng này, inspiration này, đây là một cái danh từ không đếm được thì đương nhiên nó số ít rồi. Thì động từ theo sau phải là số ít này, các bạn thấy chưa? None này thay thế cho inspiration này, thì buộc comes này phải đi với cái thay thế của này. Mà thay thế này là số ít, là chắc chắn là số ít rồi, danh từ không đếm được mà. Nhưng xuống dưới đây là khác này nha. Đây, cô ấy này, she's always looking for ideas, none ever come. Cô ấy sao? Luôn luôn tìm kiếm nhiều ý tưởng, những ý tưởng, nhưng chẳng ý tưởng nào đến cả. Thì lúc này none này nó lại thay thế cho những ý tưởng. Thì những ý tưởng này là được đếm được này, s này, đếm được. Thì đương nhiên đếm được thì nó phải là số nhiều. Thì năng lúc này nó thay thế cho số nhiều này, danh từ số nhiều này. Thì đương nhiên động từ phải đi với danh từ số nhiều. Đó, các bạn hiểu chưa? Chỗ này nhiều người rất là dễ lộn. Nhiều người rất là dễ lộn nha. Cho nên thầy giảng những cái này thì nó rất là có lợi cho các bạn nha. Ok. Vậy thì thầy cảnh báo này, thầy cảnh báo cho các bạn nè. Thì dùng cảnh báo gây văn đặc là nhắc nhở này nha. Chúng ta không sử dụng năng khi chúng ta có nghĩa là không ai hoặc là không ai này, không có ai cả. Thì không được dùng năng này, còn để ý này nha. They had a wonderful time and luckily no one was injured.
họ đã có một cái thời gian tuyệt vời với nhau và rất may mắn rằng là không ai bị thương. Thế thì no one này chúng ta không được phép dùng nâng, là không được nha các bạn nha. Đó, no one là vấn đề no one, không ai mà, đúng không? Còn cái không này thì nó khác hoàn toàn, bản chất nó khác hoàn toàn các bạn nhé. Đó là no, none và none of là như vậy. À còn thầy nói thêm một xíu cái chỗ none of nữa cho các bạn này. Đây, chỗ none of này. Chỗ none, no, none, none of là thầy chưa chưa nói kỹ, bây giờ nói thêm kỹ kỹ none of tí nha. Đây, các bạn nhìn nha, none of này. Chúng ta sử dụng none of trước làm sao? Trước những cái chữ this hay chữ that hay chữ it gì đó, hoặc là trước những cái sở hữu này, my hay your là tính từ sở hữu, hoặc là những cái đại từ. Đây các bạn nhìn này nha, none of his old friends knew that had knew what had happened to him. Không ai trong số những người bạn cũ anh ta đã biết là những chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Thì chỗ này này, đứng trước này, his này, tính từ sở hữu này, bạn thấy chưa? Tính từ sở hữu đấy, his này, my, your, his này, có vô cái cụm từ luôn nha. Vô cụm này này, cái cụm này này, cái nhóm này này. Rồi, đây. Không có chuyện gì cả, không thành vấn đề. Không có cái gì đó là trong số đó là lỗi của bạn, đó là không thành vấn đề này, không có gì trong đó là lỗi của bạn cả. Ok. Thì none of này nó thường đi với nó đứng trước it hoặc là this này, hoặc là this này, hoặc là that hay là those hay these đó. Vâng. Này, we don't use, chúng ta không sử dụng none of khi sao? Nó đã có một cái phủ định rồi này, có một cái từ phủ định rồi. Thì chúng ta không được dùng none of nữa, nó thừa đi. Đây, thầy lấy ví dụ cho bạn này nha. Đây. She doesn't remember any of us. Cô ta chẳng nhớ bất cứ ai trong số chúng tôi cả. Thế thì any of us này á thì bản thân nó là đã mang tính phủ định rồi. Cô ta à, đây doesn't này, doesn't này, remember any of us này. Doesn't là nó bản thân nó phủ định rồi. Thì chúng ta không được dùng none chỗ này nữa. Đây, she doesn't remember none of us là không được. Đó, bỏ ngay. Đó là thầy lưu ý cho các bạn chỗ đó nữa thôi. Và thêm một cái lỗi điển hình nữa mà thầy phải nhắc cho các bạn để ý là khi dùng no, none hoặc là none of này. Chúng ta không dùng none trực tiếp trước những cái danh từ, chắc chắn rồi. Hồi nãy là no đứng trước danh từ, chỉ có no thôi. Này, no này, cộng danh từ. Đó, cứ thế mà các bạn làm. None thì không được đứng trực tiếp với danh từ. Nhớ, những danh từ thì none đây này, không được đứng trực tiếp trước danh từ. Nhớ nha các bạn nha. Mà chúng ta chỉ dùng no thôi. Đó, thầy nói chưa? Hoặc là none of. Khi muốn dùng none là phải thêm s nữa, of nữa thì mới được phép đi với danh từ. Đây đây là những cái chúng ta hay gặp trong các cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các bạn thấy rất là dễ gặp. Ok. Không có đứa trẻ nào trong nhóm của tôi gây ra bất cứ cái phiền phiền phức nào cả. Hoặc là nếu các bạn không thích dùng từ no này á thì các bạn dùng none thì buộc phải có of vào. Nó mới đi với danh từ. Nếu không có of thì không được. Phải có of, các bạn nhớ cho thầy nha. Đây. Nếu mà các bạn không có of và các bạn viết none children luôn là sai. Sai ngay. Đó, cái chỗ này cũng rất là quan trọng nhưng thầy muốn lưu ý cho các bạn. Rồi, như vậy là none of là các bạn đã hiểu rồi. Hẹn các bạn video tiếp theo.